ở ngoài đồng. Có anh em nó đang thuộc bầy lồng đồng anh chị ạ. Mình ra mình coi thế coi nó thuộc vùng sao nha. Bầy bự không? Ủa đâu mất tiêu sao vậy? Đây cầm máy nè. Tán lạc chơi nè. Từ từ đếm búng. Đang thuộc bầy gồng nha mọi người. Bầy cá lóc á, bầy cá lóc con á. Cái này mình búng rồi cho nó vô vô giấy nha. Đây cầm nha, đây cầm nha. Cái này nó không rôm. Bầy này bự rồi hả? Ở đằng kia. Ở đằng kia thì đang chặn lưới đằng kia kìa. Giờ mình búng cho nó vô lưới. Để xem cái bầy này nhiều không? Nó lội tản lạc chứ. Nó hơn em nó đang cầm hai cây thục vũ bầy vô. Đây đây. Đó, ba người đang dí ba gốc. Dí nó vô lưới. Hôm qua thấy cái bên đó có bầy nhiều là đông lắm á, có thục chưa? Đất đây nè. Đây đang thục đang dí nó vô lưới nha mọi người. Nữa, gì nè. Nó vô tới đuôi rồi bà. Mình đang thục chí từ từ vô lưới. Ở lưới nó có làm một cái đuôi để cho nó vô cái đuôi đó mình dở lên là bắt được nó. Từ nôn quá nó dội. Vô cũng lai gai kìa. Bầy nó không gom hay nó gom nó vô cái hột. Nó vô cái hột bầy nó tẻ mẹ gì nó không gom. Đây để mình xem đi vô nhiều không nha mọi người. Vô lưới nhiều không? Đây có cái đuôi lưới nè. Đây cho mọi người xem nè. Nó phía sau này là cái đuôi nè, đó nguyên một cái đuôi lưới á. Mình thục cho nó vô cái đuôi lưới này tí mình dở lên để mình dở ra. Xong chưa? Đuôi cho. Đây, giờ để giờ bắt đầu cuốn lưới nha, để mình coi. Mình coi kết quả thục nó giờ nó vô bao nhiêu nha. Cái này chắc ít tại cái bầy nó không gom. Bầy nó không gom. Bầy nó ra tới đuôi luôn, tới đó luôn. Nó còn ngoài nhiều quá. Ui đông chứ. Ngon nhiều. Chắc cũng cá chén à. Đây nè mọi người, nó gom lại đây nè, vũ cái đuôi lưới lại nó gom lại đây nè. Này làm gì mà thục chứ làm gì? Kho ăn. Nửa chén gì? Mấy cái chén. Mấy cái bài đó mới còn. Kết quả thục nãy giờ nè. Cá lóc. Cá lóc con. Cá lóc con. Ôi ở ngoài nó có kìa má ô. Ôi con bầy con lóc hết trơn vậy. Thôi bây giờ cũng xin chào mọi người, hẹn mọi người những clip tiếp theo nha, bye bye.